Tím nhảy dòng các nhân vật, tự sẽ làm ảo thuật rồi tưng bọng thổi sáo rồi hát, làm tất cả những khả năng của mình có được để đưa cho mọi người một điều thú vị. Bạn có thật tài. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn có thực tài. Khi nào quý vị và các bạn bước sang năm thứ hai, đây là một trong những chương trình đặc sắc tìm kiếm khả năng tiềm ẩn của con người. Và hôm nay chúng ta sẽ có những thí sinh thật đặc biệt. Đầu tiên chúng ta dành một tràng vỗ tay đến từ Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Đại Sư. Thủ khả Phương Trượng Đại Sư xin cấu kiến toàn thể quý vị có mặt trong chương trình Bạn có thực tài. Tiếp theo là một băng chủ rất nổi tiếng, băng chủ Bất Kiều Phong. Thủ khả Bất Kiều Phong, băng chủ cái bang, hôm nay cùng những vị hảo hán trở về đây để tham gia chương trình Bạn có thực tài. Và quý vị và các bạn thân mến, và điều đặc biệt hơn hôm nay, chúng ta sẽ tìm được những đặc biệt, đó là một người luôn ở bên cạnh Hoàng thượng, Lão Công Công. Hôm nay Lão Phu thực sự tự hào trở về chương trình Bạn có thực tài. Hoàng thượng sẽ là người mang đến cho quý vị những nụ cười thật vui vẻ trong ngày hôm nay. Và một người không thể thiếu được, chúng tôi giới thiệu quý vị chương trình Ký sự những chặng đường, xin được mời biên tập viên Chiến Thắng. Khi lần đầu tiên Thắng trở về với chương trình Bạn có thực tài, Thắng rất là vui và thú vị bởi cái cảm nhận con người ở đây rất mộc mạc, rất vô tư, những nụ cười rạng rỡ tạo cho Thắng một niềm vui và hạnh phúc. Đặc biệt hơn và một món quà đó, xin mời quý vị và các bạn chúng ta trở lại những thập niên 70 để cảm nhận những sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoài Linh. Hồn lỡ ra vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên thềm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đập vỡ cây đàn dần người, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, hát gì hát hoài, hát mãi mà không được. Lão Phu ơi, chuyến này con trở về đây để mọi người cảm nhận như sẽ gì. Hát là điều tuyệt vời nhất mà con muốn đam mê, bởi vì hát cho con sự thoải mái trong cuộc sống. Em và anh hôm nay giống nhau. Gàng quá, dạ, thật tài quá. Dạ, chỉ khác nhau cái ảo thôi. Học từ lúc nào tiết mục này? Dạ, thực ra tiết mục này thì em cũng hơi khá lâu, từ khoảng năm 98. 98 thế này đó. Không, tại vì em xem phim Kiếm Hiệp hồi chưa hay quá nên Lão Phu quyết định học vài vai để nói chuyện với Quyền Linh đại nhân. Không học tiếng Quyền Linh đi. Không, tiếng Anh. Anh Hoàng em cũng học tiếng Anh nhưng em không dám nói. Nói đi. Cái này hay nè, nói. Đó, bắt đầu. Nói đi. Nhưng mà nếu mà không giống thì quý vị thông cảm nha. Không sao. Cứ nói cái chỗ mà đến 7 á. Thưa quý vị và các bạn, và người chơi đã thi xong, bây giờ là phần bình luận của giám khảo Lê Hoàng. Anh nghĩ thì cái phần thi của em này nó có một cái điều khác biệt. Làm MC thường xuyên rồi đúng không? Dạ vâng. À, chúng ta sẽ có phần nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cho điểm luôn. Tôi thấy là bạn làm cho nó hấp dẫn, cái điều mà bạn làm nó hấp dẫn cái là ok trước tiên rồi đó. Thấy là hấp dẫn tại vì bạn thay đổi liên tục đó. Đúng rồi. Thì tất cả ban 50 vị ban giám khảo ở đây là cũng là coi xong gần hết rồi mới thấy là khiều chấm đi, mình thấy mấy khán giả đó là kêu chấm điểm đi, có nghĩa là coi mà không biết là đã tới hết hai phút luôn rồi. Điều đó chứng tỏ là anh đã rất là thành công vì đem hết cái sự bất ngờ này đến cái sự bất ngờ khác. Anh Lê Hoàng thấy thế nào anh? Đúng. Nên là phải nói rằng là bạn biểu diễn mà chúng tôi cứ có là chúng tôi quên cả đi, nhưng tôi xem cứ tưởng như là mới bắt đầu thôi. Khi mà hết rồi thì sững sờ. Đấy là một cái. Ủa gì là khen hay chê? Có điểm. Đáng khen là khen. Cao, điểm cao. Khen hay chê để anh cho điểm mới biết được. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Lê Hoàng 9 điểm. Wow. Cát Tường 9.5, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9, Minh Nhí 9.5, Phương Thành 9.5 được rồi ha. Yeah. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Anh có những cái vui nhưng cũng có lạ. Nhưng mà nếu mà để nó rõ nét hơn á, anh còn có những cái điểm nhấn nhá thì nó tốt hơn. Từ từ cái này chuyển qua cái kia, nhấn nhá và nó rõ nét hơn thì nó đẹp hơn. Ha, bây giờ nó vui nhưng mà nó vẫn lờ mờ theo tôi là như vậy. Quyền Linh góp ý cho anh tiết mục vừa rồi rất chính xác. Và không chỉ những tiết mục vừa rồi thôi mà những cái anh có thể trên cái sự nghiệp của anh khi anh làm MC, anh cần cái đó, cần cái rõ ràng cho những từng tiết mục. Chúng ta sẽ nhìn lại số điểm của anh, 48.5. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương trình được sự phối hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty MCV thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Club In Farm. Chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau vào lúc 21:30 thứ hai tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào.